Xin chào quý khách, hôm nay mình sẽ xin được hướng dẫn quý khách hàng lắp đặt cái vị trí nền mặt ca lăng của cái chiếc xe Peugeot 508 cũng như Peugeot 308 Olive. Đầu tiên là mình rỡ tất cả những cái vị trí bảo vệ ra. Đây nó sẽ có một cái lớp bảo vệ là mình đã rỡ trước rồi. Sau đó là mình sắp xếp lại những cái vị trí để khi mình lắp đặt nó sẽ nhanh hơn. Đấy, mình ướm sẵn rồi. Mình tháo trước ra. Mình tháo toàn bộ ra. Sau đó là mình vệ sinh. Vệ sinh thì sẽ cũng dùng cái dung dịch 944 này. Lau xăng cơm, vệ sinh rất là sạch. Vệ sinh bằng toàn bộ cái bề mặt. Đấy, bên trên bên kia là máy ướm thôi. Nên quý khách nếu lắp đặt thì mình sẽ tháo toàn bộ của cái vị trí này mặt ca lăng này xuống. Mình bóc cái băng dính này ra. Tất cả cái thao tác đều làm y như vậy. Khi mình trang bị cái này mặt ca lăng này thì nó sẽ tạo ra cái điểm nhấn ở phần đầu xe. Đấy, như quý khách đã biết thì phần đầu xe được làm bằng những cái vị trí còn nhựa đen. Vị trí bên này cũng tương tự như thế, mình cũng bóc băng dính ra và mình dán vào rất là đơn giản. Quan trọng là lúc ban đầu là mình sắp xếp những cái vị trí của nó sao cho chuẩn nhất, lúc lắp thì nó mới nhanh được.